có ai ở máy cạo râu như này chưa? Đọc chưa? À, dây xịn nha, máy của cắm này, máy này của Liên Xô Vũ ấy. Để tháo ra cho anh em xem này, tháo ra bên trong nha. Đấy, dâu này, em thấy dâu này, đống dâu này, đúng rồi. Dạ. Rồi, sạch rồi. Đấy, chỉ thế này thôi. Còn cái lưỡi nha. Đây, xem cái lưỡi, anh em xem cái lưỡi này. Lưỡi này thì bao giờ cho mòn? Tối quá nhỉ. Lưỡi này thì bao giờ cho mòn thật. Cái này cạo cả đời. Lưỡi đây mọi người nha, lưỡi chưa, hai lưỡi nha, hai bên hai lưỡi. Đấy, hai bên hai lưỡi. Rồi, còn cái này khỏi tháo ra, tháo ra nặng lắm. Giờ mình sẽ lắp lại nha. Sau này thì xài máy này chứ, máy này thì xài cả đời, chẳng tốn tiền mua ra lưỡi dao, mua mấy cái lưỡi dao kia thì đấy, ok nha. Lắp vào rồi này, bây giờ lắp vào nha. Đấy, chỉ ấn phát xong, bây giờ mình sẽ cạo râu cho mọi người xem nha. Đây râu mình đây, đây điện này, dây nhá, dây trông ngắn nhưng mà kéo ra hơi hơi bị dài này.
đây phát nha, giờ mình cạo này. Đấy, thật bóc luôn. Thoải mái. Nhẵn nhụi luôn. Đấy, sạch dầu rồi. Vừa cạo dầu mà vừa massage luôn, rung sướng lắm. Đấy, nhắn tiến nha. Đấy, dầu sạch bong. Đấy, cạo xong nhìn thấy cả cái chẹo khâu ở đây. Đấy, sạch bong này, dầu này. Đấy, không nhìn thấy dầu. Không nhìn thấy. Sạch bó luôn anh ạ. Sướng không? Nhưng cái máy sướng à. Máy này cạo thì có mà biết bao giờ được hư. Bao giờ cho thật này. Đúng của là bố tên của Nga ngố cũ rồi. Đã, chỉ cần cắm điện phát là xài. Cắm điện lưới thôi anh em nhé. Cắm điện lưới. Đấy, con. Rồi, quá đẹp. Thôi nha, sạch rồi đấy. Nhẫn tín luôn này mọi người nhìn. Anh nào mua máy này mình bán luôn cho nhá. Giá đẹp thôi. Máy này thì bền cực kỳ, nhìn dây đã thực chất. Cắm điện lưới này. Thôi nha.